Hello, xin chào tất cả anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh cập nhật thông tin về Skyway, một tập đoàn công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 và hiện đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Đây là chương trình live stream lúc 20:30 hàng ngày của Linh để cập nhật cho tất cả các anh chị em những thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Đầu tiên thì cho Linh gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em bởi vì anh chị em đã là người chọn mặt gửi vàng và cập nhật thông tin qua live stream của Linh. Có một số lý do mà anh chị em Linh xem live của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để gửi đến anh chị em. Lý do thứ hai, Linh là người đã trực tiếp sang công viên chuyển giao công nghệ của Skyway ở tại Sara UAE. Nên là Linh biết được ở bên đấy thì có đang thực sự xây dựng hay không và cái sự thay đổi diễn ra như thế nào. Lý do thứ ba thì là những thông tin mà Linh cập nhật cho anh chị em là những thông tin nhanh nhất, mới nhất và mang tính chất thời sự. Bởi vì cứ sau một ngày thì Linh sẽ tổng kết lại thông tin và gửi đến anh chị em nhé. Xuyên suốt nội dung live stream của Linh thì Linh có một câu slogan. Đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng, mà Linh chỉ cho anh chị thấy thực tế. Bất cứ một thông tin nào mà Linh nói ra thì đều đã được kiểm duyệt và đều được trích dẫn Linh chuẩn nguồn nhé anh chị em nhé. Hello, xin chào anh chị em. Xin chào anh Duy Nguyễn, anh Trần Ánh, Phu Nguyễn. Xin chào Khả Ngân. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả anh em. Có vẻ không khí khá là rộn ràng đúng không anh chị em? Chuẩn bị cho chương trình nhân đôi lượng cổ phần thì Linh đấy là rất là nhiều anh chị em là giáo diết chuẩn bị từ 20 đến 25 nghìn đô. Rồi thậm chí là có những gói 100 nghìn đô thì anh chị em đầu tư và nắm giữ cái nhân đôi lượng cổ phần của Skyway. Bởi vì Skyway thì cái lượng cổ phiếu cũng cái lượng cổ phần cũng gần hết rồi. Chúng ta đã ở những cái giai đoạn cuối rồi, không còn nhiều cổ phần nữa rồi. Nên là mọi người có vẻ là vào những cái gói khá là lớn. Xin chào Macau, chị Hoàng Trang. Chị Hoàng Trang mà xem là có bon đây rồi. Xin chào chú Trần Văn Dũng. Chú Dũng bảo chào biên tập viên Gia Linh cùng các cổ đông Skyway. Chào anh Khương Tuấn. Xin chào cả nhà cổ đông, chào, xin chào Gia Linh xinh đẹp. Hello, hello, xin chào anh chị em. Anh chị em cho Linh mấy phút để Linh chia sẻ lên Facebook. Chào anh Nhàn Thái nhé. Tại vì hôm nay có nhiều anh chị em anh Công khổ thân anh Công. Lại bị Facebook nó chặn 30 ngày. Ok, em chào anh Công nhé. Anh Công Đinh Văn. Nhiều anh chị em nhắn tin cho Linh bảo là mới hôm nay Linh không like à? Ơ Linh có. Linh có like. Ngày nào Linh cũng like. Like và trừ mỗi thứ năm thôi. Còn này thì ngày nào cũng like. Có ngày nào không đâu, bảo anh không thấy Facebook nó thông báo. Nó không thông báo đâu anh. Giờ nó kiểm duyệt. Giờ nó kiểu như là hạn chế tương tác kia lắm. Anh Trần Ánh bảo là đợt này khuyến mại chắc hết cổ phần, hy vọng là chưa hết để cho chúng ta còn ôm. Hết thì cũng phải chuẩn bị những cái thủ tục để lên sàn cơ mà, đúng không anh chị em? Thế là cứ bình tĩnh để cho anh em ôm thêm cổ phần đã. Chuẩn bị lên sàn thì cứ chuẩn bị đi. Đấy, anh em hết cổ phần một cái là lên sàn luôn được, không vấn đề gì đúng không anh chị em? Chào anh Hoàng Tử Bóng Đêm nhé. Anh Hoàng Tử Bóng Đêm là chăm chỉ vào, nắm giữ nhiều cổ phần vào nhé anh nhá. Để tương lai tươi sáng rạng ngời. Toàn anh chị em tỷ phú triệu phú thôi, đúng không ạ? Ok, thế thì ngày hôm nay thì là Linh sẽ nói cho anh chị em biết sơ sơ cái tình hình ở trên thế giới cập nhật trong mấy ngày nay.
Đầu tiên ấy thì là cái trang Dubai Media Office. Đây là cái trang truyền thông của Dubai, đây là trang của chính phủ nha anh chị em nhé. Đây là cái trang, đây là cái trang truyền thông của chính phủ quốc gia Dubai. Thì là cái trang này thì hôm nay đưa tin là hơn 600 giám đốc điều hành và quan chức từ nhiều lĩnh vực khách sạn, du lịch, giải trí thì họ đã họp và họ đưa ra những cái giải pháp để nỗ lực nâng cao cái sự phát triển của ngành du lịch. Đấy. Thì anh chị em thấy là ok, thế thì Linh sẽ nói một loạt xong rồi Linh sẽ tổng kết lại. Nhưng mà du lịch cũng đang là một cái mảng mà ở bên phía Trung Đông họ rất là chú trọng, rất là chú trọng. Thế thì nói đến cái du lịch thì là anh chị em mình dung là nếu mà phát triển về du lịch thì cái lượng khách đến Trung Đông sẽ rất lớn, đúng không ạ? Đấy, lượng khách đến Trung Đông sẽ rất là lớn. Chính vì thế là cái giao thông thì cần phải phát triển, cần phải thay đổi phát triển và áp dụng những cái phương thức mới, những cái cải tiến mới, những cái đột phá ở trong giao thông để cho cái ngành du lịch nó phát triển, đúng không ạ? Bởi vì anh muốn phát triển du lịch mà anh không có cái phương thức vận chuyển nó tối ưu, anh không có cái sự thuận tiện cho khách du lịch thì làm sao mà anh có thể thu hút được, đúng không ạ? Đấy chính là cái lý do vì sao mà phía Dubai, phía UAE họ đánh giá cao công nghệ Skyway đến như thế. Không chỉ vận chuyển người mà còn vận chuyển hàng hóa, đúng không ạ? Ok, anh chị em cứ comment đi. Thì sau khi mà Linh nói xong thông tin thì Linh sẽ đi lại, thì Linh sẽ đi ngược lại để trả lời những câu hỏi của anh chị em nhé. Đây là thông tin thứ nhất của Bộ Truyền thông Dubai, là Dubai Media Office. Thì anh chị em có thể tìm thông tin này ở trên Twitter hoặc là ở trên Instagram thì đều có thông tin liên quan đến Dubai Media Office. Đấy. Thứ hai là Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Thì anh này ngày hôm nay đã đăng một cái tweet nói rằng là Dubai thì đang tập trung để mở rộng thông thương, liên kết với 200 thành phố trên thế giới để nâng tổng cái mối quan hệ làm ăn lên 400 thành phố. Lên 400 thành phố và tập trung phát triển hành khách và phát triển mảng hàng không, vận chuyển hàng không và vận chuyển cảng biển. Hàng không thì chúng ta chưa vội nói đến bởi vì chúng ta hiện tại thì đang phát triển những cái loại hình mà vận tải container trước, tải hành khách trước. Đấy. Còn hàng không thì chúng ta cứ từ từ. Hamdan nói rằng là Thái tử Dubai ấy, thì anh ấy nói rằng là mở rộng thông thương, phát triển nên cái sự liên kết với 200 thành phố trên thế giới để nâng tổng cái sự liên kết lên 400 thành phố và sẽ tập trung phát triển mảng hàng không và phát triển cảng biển. Và cái hành động này để củng cố cái vị thế của Dubai. Dubai và Trung Đông thì đang vươn lên là cái khu vực kinh tế, phát triển kinh tế mạnh nhất thế giới. Đấy. Thế nên anh chị em hình dung là những anh mà Hồi giáo ấy, họ không ấy đâu. Họ không nói chơi đâu. Họ nói là họ làm và họ làm tốt hơn, họ nói rất là nhiều. Bởi vì là theo cái phương châm của quốc vương Dubai thì không làm thì thôi. Đã làm là phải nhất. Về nhì hay là về bét cũng đều như nhau. Đấy. Quan điểm của ông quốc vương Dubai là như thế. Một khi mà họ đã đề ra cái việc là họ sẽ phát triển trở thành cái khu kinh tế số 1 thế giới ấy, thì họ kiên quyết đạt được cái điều đấy. Và họ đã có những cái tầm nhìn lên đến 50 năm. Đấy, tầm nhìn lên đến 50 năm để phát triển kinh tế mạnh như thế. Thì đương nhiên là người ta có cái sự chuẩn bị sẵn ngay từ bây giờ. Chuẩn bị sẵn ngay từ bây giờ rồi, đúng không anh chị em? Chuẩn bị rất là lâu rồi. Cái vấn đề là khi mà chúng ta đi cùng được cái sự phát triển, cùng được cái sự phát triển của người ta ấy, mình đầu tư được vào cái gì mà nó có sự phát triển lâu dài ấy thì là mình sẽ chiến thắng. Ok, Linh nhìn thấy những câu hỏi của anh chị em rồi, một lát nữa Linh nói xong thông tin thì là Linh sẽ trả lời câu hỏi của anh chị em.
Thế thì anh chị em mình dung ở đây là trong cái thông tin mà anh Hamdan anh ấy có nói là phát triển về hàng không và phát triển cảng biển, thì cảng biển là một lợi thế của Skyway. Vận chuyển container cảng biển là một lợi thế của Skyway. Thì đây chính là lý do vì sao mà Skyway được lựa chọn. Vì bởi vì khi mà muốn mở rộng cái thông thương liên quan đến kinh tế, đúng không ạ, để phát triển kinh tế với cái quy mô lớn như thế, thì chúng ta cần phải có một cái phương thức đặc biệt có thể đáp ứng được những cái nhu cầu lớn hơn rất nhiều so với hiện tại. Và đấy là lý do mà vì sao Skyway lại được lựa chọn và đánh giá cao. Được lựa chọn và đánh giá cao, đấy là lý do vì sao mà Skyway lại liên tục được phía Trung Đông, được phía UAE nhắc đến, đúng không ạ? Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì là một thông tin nữa từ ngài quốc vương của Sora. Đây là một tiểu vương quốc ở trong khu Trung Đông, khu UAE. Anh chị em là tìm hiểu nhiều một chút về khu Trung Đông nhé. Trung Đông nó có 7 quốc gia, 7 tiểu vương. Đấy thì giàu có nhất là Dubai, Abu Dhabi, Sora, Ả Rập Saudi. Có rất nhiều quốc gia như thế và còn mấy quốc gia nữa thì mình không nhớ tên. Thì ngài Qasimi là quốc vương của Sora. Đây là cái ông mà đã cấp đất cho Skyway để Skyway tiến hành xây dựng khu công nghệ đổi mới ở tại Sora. 750 triệu đô cái khu đất 28 hectare đấy ở tại Sora nha anh chị em nhé. Là một tiểu vương ở cạnh Dubai. Chứ không, chúng ta không xây dựng khu thử nghiệm ở tại Dubai. Nhiều anh chị em là bị nhầm lẫn, thông tin chưa chuẩn. Thì là quốc vương của Sora, gần đây thì rất chú trọng cái việc đẩy mạnh du lịch. Rất chú trọng cái việc đẩy mạnh du lịch. Nhất là ở khu, ông ấy mới mở cái khu kho Canba, ở gần, chắc là gần kho Pha Khan ấy. Đấy. Thế thì ở đấy Linh cũng đã chụp ảnh cho, Linh đã gửi ảnh cho anh chị em rồi. Và anh chị em cũng biết là ở bên kho Pha Khan thì cảnh nó rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy là ở tại tiểu vương Sora. Thì kho Pha Khan rất là đẹp. Và chú trọng việc đẩy mạnh du lịch là ở Sora này. Rồi các tiểu vương ở tại đây thì đều hướng cái việc là trong những cái năm tới thì là họ sẽ chuyển cái lĩnh vực, họ chuyển sang thông thương kinh tế này, phát triển thương mại này, phát triển du lịch. Đấy, thành cái thế mạnh của họ. Chứ còn dầu mỏ thì sẽ không còn là cái thế mạnh của họ nữa. Vì sao? Thì Linh cũng đã nói rất là nhiều là bởi vì nó sắp cạn kiệt rồi. Cái nguồn nhiên liệu hóa thạch nó sắp cạn kiệt rồi, còn đâu nữa, đúng không anh chị em? Nếu mà có khai thác thì chỉ khai thác chục năm nữa thôi. Và nếu mà chờ đến chục năm nữa mới bắt đầu dịch chuyển ấy, thì nó lại chậm. Thì nó lại quá chậm. Thế nên là bây giờ là phải dịch chuyển luôn. Và họ đã dịch chuyển từ rất lâu rồi, chứ không phải là bây giờ. Không phải là bây giờ đâu, họ đã dịch chuyển lâu rồi. Đấy. Tầm nhìn của các quốc vương, tầm nhìn của các vị lãnh đạo ở bên đấy thì tầm nhìn rất là xa, từ vài chục năm, 50 năm cho đến 100 năm, thậm chí là 300 năm như là quốc vương Dubai. Đấy. Thì anh chị em thấy là thế người ta mới có cái sự phát triển chứ, đúng không ạ? Đấy, một bộ óc thiên tài, tầm nhìn xa trông rộng thì nó khác hoàn toàn, đúng không anh chị em? Thì tự chung lại là UAE thì đang đẩy mạnh phát triển du lịch và phát triển thương mại. Và cái phát triển du lịch thì nó liên quan đến vận chuyển người. Còn cái phát triển thương mại thì nó liên quan đến vận chuyển hàng hóa. Đấy. Thế thì cả hai cái mảng này ông Skyway ông ấy đều làm rất là tốt liên quan đến hai cái mảng này, đúng không ạ? Vận chuyển người thì bản thân ông ấy đã thể hiện cho các quốc gia thấy được rằng cái sự phù hợp của công nghệ Skyway đối với việc vận chuyển người trong cái điều kiện về cái sự đảm bảo an toàn trong mùa dịch, đúng không ạ? Chúng ta không phải chỉ dừng lại cái dịch Covid ở đâu, chúng ta sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái dịch bệnh khác. Thế thì đảm bảo cái khoảng cách và an toàn thì công nghệ Skyway rất đáp ứng được. Có những cái phương tiện mà chỉ 2 người đi, có những phương tiện thì 4 người, 6 người. Và nó chạy rất là nhanh và nhiều tàu. Thế thì chúng ta rất là phù hợp trong cái việc vận chuyển người, đúng không ạ? Đấy, vận chuyển khối lượng nhỏ có, khối lượng lớn có, rất là thoải mái luôn. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Tiếp theo đó là cái vấn đề là đẩy mạnh thương mại.
đẩy mạnh thương mại của Skyway ở tại UAE thì liên quan đến vận chuyển hàng hóa. Và như anh chị em mà thường xuyên theo dõi live của Linh ấy thì anh chị em biết là Linh phân tích rất là nhiều về cái vận chuyển hàng hóa này, đúng không ạ? Đấy, vận chuyển hàng hóa, giao thông nó là huyết mạch của quốc gia, và nền kinh tế mà muốn phát triển thì giao thông buộc phải phát triển. Giao thông ấy nó mà nó bị đình trệ thì nó giống như là một cái sợi dây nó thắt nghẹt cái sự phát triển của nền kinh tế lại. Vì thế chúng ta phải phát triển giao thông. Thế thì cả hai cái lĩnh vực mà bên phía Trung Đông đang muốn phát triển, đó là du lịch và thương mại, thì Skyway đều đáp ứng được trong tất cả những cái loại hình vận chuyển của mình. Đấy. Thế thì anh chị em thấy là vì những cái lý do đấy mà Skyway mới được bên phía Trung Đông đánh giá rất là cao, và coi nó là một cái giống như là một cái sự cứu tinh trong cái vận chuyển trong cái ngành giao thông, đúng không ạ? Đấy. Họ đã nhanh tay tận dụng rồi, đúng không anh chị em? Họ đã làm việc với Skyway từ những năm 2015 rồi, chứ không phải là đến bây giờ họ mới làm việc và kết hợp đâu. Nhiều anh chị em mới đầu tư vào Skyway thì anh chị em chưa biết là Skyway, những thông tin cũ Skyway ấy là chưa biết. Thì hôm trước là Linh có thấy có cổ đông muốn lấy cái thông tin mà từ xưa đến nay của Skyway đấy, thì anh chị lên trang unikey.com. Đây là cái trang thông tin mà có từ năm 1966, tổng hợp thông tin từ năm 1966 đến bây giờ. Thì anh chị em vào, anh chị em tìm hiểu đầy đủ tất cả mọi thứ từ A đến Z. Anh chị em cứ ngồi, anh chị em nghiên cứu, ngồi mà nghiên cứu luôn, thoải mái luôn. Đấy. Thì là bên UAE thì họ đã làm việc với Skyway từ những năm 2015 rồi, và đương nhiên là họ sẽ theo sát cái tiến trình phát triển của ông Skyway, đúng không ạ? Nhân tiện là nếu như mà ông Skyway có vấn đề gì, hay ông Skyway mà bánh vẽ lừa đảo, thì những quốc gia này họ cũng đã cho ông về vườn từ lâu rồi, đúng không ạ? Đấy, chứ không còn cái chuyện mà đến bây giờ nó PR mạnh như thế, nó quảng bá trên thế giới mạnh như thế đâu anh chị em ạ, đúng không ạ? Ok. Đâu để Linh xem một số comment của anh chị em. Xin chào anh chị em nhé. Anh Gia Khang bảo làm quên mật khẩu rồi, giờ làm sao nhỉ? Quét mật khẩu rồi thì anh vào ngay cái trang đăng nhập của Skyway. Anh điền cái Gmail của anh vào cái chỗ cấp lại mật khẩu, đúng không ta? Cấp lại mật mã đấy, mật mã Skyway đấy. Đây để Linh tìm kỹ là Linh xem. Tại loại là nó như vậy. Ở cái phần đăng nhập đấy anh, phần đăng nhập là gì nhỉ? Nó đơn giản mà. Khi mà anh nhấn vào cái link đấy thì là sẽ người ta sẽ gửi cái link để đổi mật khẩu về Gmail. Và điều quan trọng là anh chị em phải nắm được cái mật khẩu Gmail của mình, phục hồi mật mã. Ở trang đăng nhập của mình ấy có cái phục hồi mật mã, thì anh chị em nhấn vào cái chỗ phục hồi mật mã, sau đó là anh chị em điền Gmail vào, thì công ty sẽ gửi cho anh chị em một cái đường link về Gmail của anh chị em. Thì anh chị em mở Gmail ra và sau đó là nhập hai lần mật khẩu mới vào, nhấn vào cái đường link ấy, nhấn vào cái đường link xinh xanh ấy, nhập hai lần mật khẩu mới vào thì sẽ tự động đổi sang cái mật khẩu mới cho anh chị em. Và anh chị em nhớ đổi sang tiếng Việt cho nó dễ dùng, cứ để tiếng Nga xong là quay ra hỏi. Đổi sang tiếng Việt cho dễ dùng nhá. Ở ngay cái trang đăng nhập thì người ta có hiện sẵn cái cờ lên rồi, nhìn nó không phải là cờ Việt thì mình đổi sang cờ Việt cho nó dễ dùng. Mình người Việt mình cứ dùng tiếng Nga, tiếng Anh làm gì. Sau này toàn thế giới sẽ phổ cập tiếng Việt. Đúng anh chị em. Hello hello, xin chào anh chị em. Chú Trần Văn Dũng gọi là đợt khuyến mại trong vòng 7 ngày thôi sao cháu gái? Vâng, cho 7 ngày thôi chú, 7 ngày thôi, nhân đôi cho 7 ngày thôi, gớm.
cho nhiều quá, xong rồi lại quay ra là ý kiến lại bảo là sao khuyến mại nhiều thế. Xong rồi có một số người còn bảo là ôi giời ơi, giá hạ à, giá lại rớt à, tổ nên chịu. Trước IPO thì giá nó càng rẻ càng tốt, mình nhìn vào, quan trọng là mình nhìn vào cái sự phát triển của công ty, mình thấy là công ty nó phát triển, công ty được thế giới báo chí nói đến liên tục như thế thì mình biết là à, nó sẽ rất là phát triển trong tương lai. Và cái thời điểm này là cái thời điểm mà trước IPO thì mình càng nắm giữ cổ phần ở cái giá thấp càng tốt. Trời đất ơi, người ta muốn mua rẻ bán đắt, mình đều còn muốn mua đắt bán đắt, rồi mua đắt bán đắt thì được mấy bao nhiêu lợi nhuận. Chị Thúy Mark bảo là à, có lẽ không có giai đoạn 15 quá em nhỉ, hy vọng sớm tiến hành pháp lý để IPO. Có giai đoạn 15 chị, có chứ. Có giai đoạn 15. Mà giai đoạn 15 thì chúng ta không còn nhiều cổ phần. Và dự kiến là giai đoạn 15 thì chị sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ để mà chúng ta tiến hành lên sàn giao dịch chứng khoán. Nên lên sàn giao dịch chứng khoán là một cái trận mà chúng ta gọi vốn ở cái quy mô lớn hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta sẽ gọi vốn trên toàn cầu. Tập đoàn cũng bán cổ phiếu để lấy vốn về để phát triển mà, để phát triển tập đoàn mà, chứ không phải mỗi chúng ta. Và như Linh đã từng nói, tức là ở bây hiện tại bây giờ thì là đã có rất là nhiều những cá nhân và những tổ chức doanh nghiệp họ đã đặt trước cái lượng cổ phần của Skyway ở cái mức giá cao khi mà Skyway lên sàn giao dịch chứng khoán rồi, chứ không phải là không có. Đấy, ông Skyway ông ấy khôn lắm, ông không bán rẻ đâu. Bây giờ cho anh chị em cái cổ phần như thế này để anh chị em tạo dựng một cộng đồng lớn để nhiều người biết về công nghệ Skyway. Đấy, mục đích là để nhiều người biết về công nghệ Skyway nó phát triển như nào. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một cả một công nghệ nó rất phức tạp. Cả một tập đoàn có rất nhiều thông tin, cả một cái tiến trình phát triển nó có vô vàn thông tin. Chính vì thế chúng ta cần phải có một hệ thống để mà có thể là lan tỏa thông tin cho nhau. Chúng ta không thể nào mà quảng bá trên truyền hình với vài giây được, với vài chục giây thì không thể nào mà nói hết được về cái tập đoàn Skyway. Linh nói ngày nào Linh nói đúng không, ngày nào Linh nói bao nhiêu lần thông tin, thậm chí những thông tin mới nhá, nó nhiều thông tin đến nỗi mà mình còn quên bớt đi ấy. Mình còn quên bớt đi. Hello anh chị em, chị Bảo Xuyên, Quỳnh Hân, anh Tâm Đặng, Đỗ Yên Nhi, chị Thanh Thảo, Văn Đinh, chị Elizabeth Trần, anh Nguyễn Liêm, chào đại gia đình Skyway, chúc buổi tối vui vẻ và thành công, xây Skyway giải cứu hành tinh. Vâng, sở hữu yêu nhiều cổ phần nhanh nhá. Hello, xin chào anh em, anh Xuân Khải Trần đúng không ạ? Chị Hoa Huyền, anh Lương Quang, ôi trời anh Lương Quang, xin chào bộ tộc Skyway. Anh bảo là bộ tộc Skyway làm Linh tưởng tượng đến cổ đông Skyway ấy, toàn có đóng khố xong là cầm 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 trương, xong là khu trương ấy. Tự nhiên anh bảo bộ tộc còn Linh nghĩ đến những cái bộ tộc ngày xưa. Xin chào chú Hà Công Thành, chị Thị Nhàn Vũ, con là cô Đặng Thanh, chị Cúc Bùi, à quên, cô Cúc Bùi. Cô Cúc Bùi, chào chào các chị đẹp thông minh, chào anh chị em, chị Nguyễn Trinh, à chị Elizabeth Trần bảo là dự án Chùa Lâu Âm sao rồi em. Thì là có rất là nhiều anh chị em comment ở trên YouTube của Linh bảo là comment những cái mà rất là cũ, những cái video rất là cũ của Linh. Bởi vì sao là như này này, Linh cập nhật thông tin theo ngày, Linh cập nhật thông tin theo ngày. Và nếu như mà anh chị em không theo dõi theo ngày mà anh chị em bây giờ cứ lộn lại để anh chị em cập nhật thông tin cũ ấy, người người ta đã đi đến cái đoạn này rồi, mình mới đi đến đoạn này, xong mình hỏi là ừ sao 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 này sao kia, thế bảo sao gần hết quý 1 rồi mà chưa thấy xây, xong rồi bảo là xong rồi đến hết quý 1 thì bảo là sao quý 2 rồi mà chưa thấy xây. Thế xong bây giờ thì như này nhanh cho em nghe, cái dự án Chùa Lâu Âm ấy thì phía bên tập đoàn Thịnh Phát mới công bố là quý 3 thì họ sẽ bắt đầu,
Và bởi vì anh chị em biết rằng là nếu như mà không cái dịch Covid mà nó không bùng phát cái đợt mạnh ở Hải Dương đợt Tết ấy và nhiều tỉnh khác ấy, thì cái việc mà nhập cảnh vào Việt Nam nó cũng dễ dàng hơn và mọi thứ nó cũng sẽ tiến triển được nhanh hơn. Nhưng do cái tình hình dịch nó không được ok, thế nên là chúng ta đã đành phải lùi lại đến quý 3. Không ai người ta muốn đấy đâu, không ai người ta muốn lùi lại lâu như thế đâu. Bất cứ một dự án nào người ta cũng muốn triển khai sớm. Ôi dồi ôi, triển khai sớm và nhanh thu lợi nhuận chứ, đúng không anh chị em? Nhanh nhanh mà thu tiền về, có ai muốn trì trệ như thế đâu. Đấy, thì anh chị em nhé, đến quý 3 chị ạ, thì là sẽ triển khai. Thì phía bên lãnh đạo bảo là tầm giữa tháng 4 hoặc cuối tháng 4 thì sẽ sang làm việc trực tiếp với lại phía bên Việt Nam. Thì hy vọng là chúng ta sẽ đẩy nhanh cái tiến độ. Chào cô Phạm Hiền. À Quỳnh Hân, đúng rồi, Quỳnh Hân trả lời là phục hồi mật mã, đúng chính xác. Cái từ phục hồi mật mã Linh dùng nhiều lắm nhưng mà đến lúc tự nhiên nhắc đấy thì lại quên. Nó ngay cái phần đăng nhập ấy, đấy. À có nhiều anh chị em mà khi mà đăng ký mà không nhận được mail đăng ký ấy, thì anh chị em vào cái phần, cũng cái phần ở chỗ phần đăng nhập đấy, anh chị em vào cái phần nhìn dưới đấy có cái chữ gửi lại email đăng ký. Thì anh chị em nhấn vào đấy, sau đó là nhấn cái mail mà mình đăng ký cho đối tác ấy, mình điền vào đấy. Thì tập đoàn sẽ tự động gửi cái mail đăng ký lại vào cái Gmail của chúng ta. Nó đơn giản lắm, nói chung là mấy cái đấy nó đơn giản. Cái quan trọng là cái tầm nhìn, anh chị em nào có tầm nhìn thì là nắm giữ được tài sản. Tầm nhìn nó liên quan đến tài sản, còn mấy cái công nghệ nó bình thường thôi. Chị Thị Nhàn Vũ cho chị hỏi là quên mã pin thì phải làm sao em, chị vẫn chưa lấy lại được. Nếu mà quên mã pin thì chị sẽ phải cầm ảnh chứng minh thư này, chị cầm ảnh chứng minh thư và chị cầm kèm với một tờ giấy, chị ghi cái ngày hôm mà chị chụp ảnh đấy. Chị chụp sau đó chị viết thư, chị gửi lên support, chị bảo là tôi đã bị mất cái mã pin, tôi quên mất cái mã pin, bây giờ thì là xóa cho tôi cái mã pin cũ đi để tôi lập lại cái mã pin mới. Thì người ta sẽ xóa chị cái mã pin cũ đi và lập lại mới cho chị đấy. Và chị phải gửi mail bằng cái Gmail mà chị sử dụng cái tài khoản đấy nhá. Đấy, đấy là lý do mà Linh bảo với anh em là anh em phải kiểm soát cái Gmail của mình. Gmail liên quan đến mật khẩu Skyway, nó liên quan đến nhiều thứ, nên hãy kiểm soát cái Gmail của mình. Gửi đến địa chỉ của support của Skyway nhá, chị Nhàn nhá. Anh Trần Ánh bảo là cao tốc Bắc Nam mình mà dùng Skyway thì tuyệt vời nhỉ, làm đường cao tốc làm gì. Chả thế, đúng không anh? Nhưng mà trong lãnh đạo thì cũng có nhiều người chứ không phải là một người. Nếu mà một vài người thì quyết định nó dễ, mà cả một bộ máy nó cồng kềnh thì cũng phải tùy thôi. Tùy duyên anh ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm có đường cao tốc Bắc Nam bằng Skyway. Xin chào anh em. Anh Hà Hiếu bảo là họ làm đường cao tốc là tính đến nhiều mặt bạn ạ, vừa kinh tế vừa quân sự vừa thúc đẩy các ngành khác phát triển, không chỉ mỗi làm con đường nên là để chở khách hay là chở hàng thôi đâu. Chính xác luôn anh. Đấy, thì đây là cái việc của chính phủ quốc gia. Mỗi một chính phủ quốc gia thì là những người lãnh đạo khác nhau, và đương nhiên là người ta có cái hệ thống tư duy và quan điểm nó khác nhau. Mỗi nước thì lại có một cái tình hình kinh tế chính trị khác nhau. Chúng ta là những nhà đầu tư thì chúng ta đương nhiên chúng ta rất là mong, đúng không? Chúng ta rất là mong là có Skyway ở tại Việt Nam. Sẽ có thôi, gấp nhiều lắm, sau này sẽ nhiều lắm, anh chị em không phải lo. Có nhiều cái dự án ký kết rồi nhưng mà chưa công bố cho anh chị em đâu. Chị Thị Nhân Vũ, em ơi, cho mẹ chị hỏi cái gì? Cho mẹ chị hỏi á, mẹ chị hỏi luôn á.
Đầu tư Skyway chắc chắn bao nhiêu phần trăm để mẹ chị mua đầu tư để làm của hồi môn cho các con em ạ? À? Úi giời ơi. Thế thì chị ơi, chị bảo bác nhá. Chị bảo bác là bác mua ngay cho em bây giờ luôn. Bác mua ngay cho em bây giờ luôn. Nếu mà làm của hồi môn cho con em nó là quá chắc chắn rồi. Đây là một cái hành động mà khiến cho con cái mình trở thành triệu phú tỷ phú. Đây chính là một cái cơ hội chốt. Đây là chính là một cái cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng của chúng ta trong tương lai. Tại sao mà Linh lại dùng là cái từ cơ hội chốt, là bởi vì là nó ảnh hưởng đến gần như là tất cả những tầng lớp, những độ tuổi mà chúng ta đầu tư vào Skyway. Đấy, thì Linh sẽ phân tích kỹ, đọc nốt comment của anh em đó. Anh Lương Quang anh cười gì tít mắt vào như này. Chào anh em. Hello, xin chào anh em. Chị Elizabeth Trần, mấy hôm nay chị đi xa không theo dõi live nên là không cập nhật được thông tin. Vâng, cái dự án lưu âm thì chúng ta chuyển sang quý 3 rồi. Hy vọng là thôi dịch Covid nó cứ ổn ổn đi, đừng có phát triển nữa để cho người ta còn xây dựng. Gơm mà hơn một năm hoành hành rồi đúng không anh chị em? Đến lúc phải dừng rồi. Làm tội làm tình người dân. Anh Cảnh Dương bảo là những người là cổ đông họ có phiếu nhân đôi tài khoản là như thế nào Linh? Anh em nhé, anh em đừng có nói là nhân đôi tài khoản. Nhân đôi tài khoản là nhiều anh chị em là hiểu lầm sang là cái việc là tài khoản của mình, ví dụ tài khoản của mình đang có 1 triệu cổ phần, nhân đôi lên thành 2 triệu cổ phần. Đấy, thế là sai, nó chưa chuẩn đâu. Phiếu nhân đôi cổ phần dành cho những người đã là cổ đông của Skyway trước ngày 12 tháng 4. Tức là sao? Tức là tất cả những nhà đầu tư từ năm 2014 trở lại đây, tính đến ngày 12 tháng 4 này. Đây, những ông đây là ngày 12 tháng 4. Những ông đầu tư trước đây rồi, từ trước từ năm 2014 đến ngày 12 tháng 4 năm 2021 đều có hai phiếu nhân đôi lượng cổ phần đầu tư ở trong tài khoản cá nhân. Tức là anh chị em có hai cái phiếu để anh chị em khi mà đầu tư thì anh chị em dùng cái phiếu đấy nhân lên. Ví dụ nhá, đầu tư có 1.000 đô, được 33.000 cổ phần đúng không? Dùng cái phiếu này thì được nhân lên thành 66.000 cổ phần. 5.000 đô nhân đôi lên thì được 400.000 cổ phần. Đấy, rồi là những cái gói to hơn, ví dụ gói vài triệu đô nhân đôi lên. Ôi giời ơi, nhiều anh chị em Linh thấy nhiều anh chị em đang chuẩn bị tầm 25-50.000 rồi, cả thậm chí là cả 100.000. Chuẩn bị sẵn đô trước ấy. Tại sao lại chuẩn bị sẵn đô trước? Bởi vì sẽ đến những cái ngày đấy, đến cái tuần đấy thì giá đô sẽ lên rất là cao. Thế nên là người ta sẽ chuẩn bị trước để được cái giá đô thấp một tí. Đấy, đang chuẩn bị rồi, thấy gom đô mạnh lắm. Đấy, là những anh chị em người cũ nha. Cũ ai cũng có, trong tài khoản ai cũng có. Ai cũng có. Và với hai cái phiếu đấy, anh chị em có thể dùng cho bản thân mình cả hai cũng được. Hoặc tặng cho F1 của mình cũng được. Tặng cho người trực tiếp dưới mình ấy. Ví dụ như Linh mời ra được anh A này, Linh mời ra được anh B này, thì Linh tặng cho anh A một phiếu, tặng cho anh B một phiếu để họ đầu tư, họ đầu tư để họ nhân đôi cái lượng cổ phần lên. Đấy, thì là tặng cho F1 được và dùng cho chính bản thân mình được. Còn những anh chị mà tính đến ngày 12 tháng 4 mà chưa có bất cứ một khoản đầu tư nào về phía tập đoàn Skyway thì là anh chị em hoàn toàn là người mới. Người mới và chưa có khoản đầu tư nào thì sẽ không được, thì sẽ không được hưởng cái chương trình này. Mà chỉ nếu mà như thế thì anh chị em chỉ xin được từ người giới thiệu phiếu thôi. Xin được từ phía ông bảo trợ đấy. Đấy. Xin được từ phía ông bảo trợ để mà mình đầu tư rồi mình nhân đôi. Không phải nhân đôi tài khoản nha anh chị em nhá. Không phải nhân đôi tài khoản mà là nhân đôi lượng cổ phần trong gói đầu tư. Với điều kiện là đầu tư gói từ 1.000 đô trở lên thì mới được nhân đôi. Dưới không được nhá. 250 đô, 500 đô là không được. Là không được. 1.000 đô trở lên. Hello anh
anh chị em. Trời ơi, chị thì nhắn Vũ. Chị bảo là để mẹ chị bán trâu bò lợn gà ôm cổ phần Skyway. Cảm ơn em nhiều lắm. Ôi, chị ơi, thế chị bảo bác là xem livestream của Linh này. Xem livestream của Linh này thì bác sẽ hiểu về Skyway hơn này. Để nhân cơ hội này để nắm cổ phần để đầu tư Skyway để mình về mình dưỡng già chứ. Hello, hello, xin chào anh chị em. Chị thì nhắn Vũ bảo lần này chị không đi làm được vì dịch Covid. Chị ôm được gói 2.000 thôi, tiếc quá em ơi. Vâng. Chị thì nhắn Vũ bảo là chị thì nhắn Vũ có vài triệu cổ phần rồi. Xong rồi bị chị gái bảo là để tao chống mắt lên, tao chờ xem ngày mày chống gậy đi ăn xin đúng không? Chống gậy đi ăn xin, giờ không cần phải chống gậy nữa rồi chị. Bây giờ có nhiều cách lắm, nhiều cách nữa. Không cần phải chống gậy nữa. Skyway còn có ô tô điện dành cho người khuyết tật cơ mà đúng không? Mình chống gậy và mình mệt, mình đi ô tô, không cần phải chống gậy. Rồi. Thế thì tại sao Linh lại nói rằng là Skyway là cái cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng? Thì đầu tiên anh chị em phải hình dung là cái việc mà chúng ta làm ăn với Dubai, làm ăn với Sara hay là Abu Dhabi ấy, thì anh chị em thấy là chúng ta đã hợp tác và đề xuất với họ từ những năm 2015. Không phải đến giờ đâu, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 năm rồi đấy. 7 năm rồi, và trong suốt 7 năm đấy, nếu như mà ông Skyway nhá, ông ấy là một cái ông bánh vẽ, ông ấy là một cái ông mà đa cấp lừa đảo, ông ấy là một cái ông mà không có cái giá trị gì ấy, thì theo anh chị em là đến bây giờ các chính phủ quốc gia đấy họ còn làm việc với Skyway hay không? Công nghệ mà không có giá trị gì ấy, thì đến bây giờ là phía chính phủ quốc gia Dubai đấy họ còn làm việc với lại ông Skyway không? Hello chị Thiên Kim nhé. Đương nhiên là không rồi, đúng ạ. Làm Linh đã bảo với anh chị em rất là nhiều rồi, cái thông tin quan trọng nhất trong cái vấn đề anh chị em đầu tư vào Skyway ấy là anh chị em phải biết được rằng là các chính phủ quốc gia nào đang ủng hộ công nghệ Skyway, quảng bá Skyway như thế nào. Trong suốt 7 năm, từ năm 2015 cho đến năm 2021, họ đã làm ăn và hợp tác với nhau đấy. Họ đưa cái công nghệ Skyway vào trong cái lộ trình phát triển của họ trong tầm 4 năm, 10 năm, 20 năm, rồi 50 năm trong cái lộ trình phát triển của họ, và là một cái đòn bẩy kinh tế cực kỳ lớn cho các quốc gia Trung Đông. Trời ơi, cái thông tin nó rõ ràng như thế mà còn chưa biết đánh giá nó là nó tiềm năng như thế nào nhá. Thì anh chị em nhá, là anh chị em cần phải nhìn lại nhá. Anh chị em nào mà chưa nhìn ra là cần phải nhìn lại cái tầm nhìn của mình. Và tại sao Linh lại khẳng định chắc chắn như thế? Là bởi vì là những cái thông tin mà Linh có được ấy, là những thông tin từ kênh truyền thông quốc gia Dubai, truyền thông của chính phủ Dubai, Dubai Media Office. Đấy, rồi RTA là Bộ Giao thông Vận tải của Dubai. Từ quốc vương Dubai, từ thái tử Dubai, từ quốc vương Sara, từ thái tử của Ả Rập Saudi. Từ những nguồn vô cùng chuẩn. Thế nên là vì sao? Là vì sao khi mà Linh chia sẻ không có bất cứ ai phản kháng gì cả, bởi vì Linh trích dẫn luôn cái link chuẩn nguồn cho mọi người. Để mọi người vào mọi người kiểm tra. Đúng ạ. Thì anh chị em thấy là mình nhìn thấy rõ cái sự phát triển như thế rồi. Và mình cũng nhìn thấy được rằng tương lai công nghệ nó sẽ vô cùng phát triển. Nó đi đúng theo cái xu hướng phát triển của thế giới. Thế giới thì cạn kiệt xăng dầu rồi. Bây giờ nó chạy điện, nó chạy năng lượng mặt trời thì nó hợp quá còn gì nữa. Mà năng lượng mặt trời thì ông có dùng cả trăm năm không hết được. Đúng ạ. Đấy. Mà con độ bền con đường của Skyway thì lên đến hàng trăm năm luôn. Và xây đường giao thông thì quốc gia nào chả cần đường giao thông. Quốc gia nào cũng cần đường giao thông. Tới đây nhá, cái băng tan ở hai cực ấy nó sẽ còn tan ra rất là nhiều. Vì khí hậu nóng lên, trái đất đang nóng lên rất là nhanh, băng tan hai cực, mực nước biển dâng. Thế thì rất là nhiều những quốc gia họ sẽ bị chìm dưới cái mực nước biển.
thì chúng ta cần xây những ngôi nhà cao lên và chúng ta cần những cái giao thông nó trên cao. Điều đó rất đơn giản đúng không ạ? Đấy chỉ là một cái khía cạnh thôi, đấy chỉ là một khía cạnh thôi. Còn Skyway thì ông ấy sẽ phát triển trên cái quy mô toàn cầu. Trên toàn cầu. Ủa rồi thì một công ty mà một tập đoàn phát triển trên quy mô toàn cầu mà anh chị em nắm giữ được cổ phần của nó thì anh chị em có được nhiều lợi tức không? Được nhiều cổ tức không? Cái giá trị cổ phần có cao không? Cao quá đi ấy chứ. Thế người ta mới đầu tư vào Skyway nhiều. Hỏi tại sao mà cá mập lại cứ ôm cả vài chục triệu cổ phần, vài trăm triệu cổ phần đúng không ạ? Chuẩn bị không biết bao nhiêu là tiền để đầu tư Skyway mà chỉ mong chờ đến khuyến mại để ôm cổ phần thôi. Đấy. Những người mà người ta am hiểu, người ta chỉ chờ đến khuyến mại người ta ôm cổ phần thôi. Người ta chả bao giờ người ta than là tại sao lại khuyến mại. Mà người ta càng khuyến mại càng tốt, càng cơ hội để ôm nhiều cổ phần. Đấy, chính vì người ta tận dụng được cái nguồn vốn như thế, người ta mới giàu, ngày càng giàu đấy anh chị em. Của bản thân mình nhá, bản thân mình mà đã chưa có nhiều tiền nhá, mà lại còn không chịu tìm hiểu thông tin, mà còn không không biết đánh giá thông tin, còn không có tầm nhìn nữa ấy, thì đừng trách sao cuộc sống của mình lại chưa giàu bằng người ta. Ủa giời, à anh Nguyễn Bắc là đợt này anh em cổ đông Skyway lại trở thành triệu triệu đô rồi. Anh Mạnh Ngảm bảo là Skyway làm cho lòng tham cứ muốn thêm thêm. Thêm một phái anh ơi. Anh Nguyễn Bắc bảo là bên Dubai thì nó làm cái gì nó cũng tính trước thời đại. Nó đã làm một công trình nào thì nó phải là quá chắc chắn. Anh Nguyễn Bắc là đang ở bên Trung Đông. Anh rất là hiểu, rất là hiểu. Bắt ra câu chân ương. Dubai thì một khi đã không làm thì thôi, một khi đã làm là phải nhất. Về nhì hay là về bét thì cũng đều như nhau. Phải đi trước, luôn phải đi trước luôn. Anh muốn thắng thì anh phải đi trước. Người ta có một câu rất là nổi tiếng đó là hãy nhìn xem Dubai đang làm gì. Đó chính là tương lai của thế giới. Ông Dubai ông ấy xây Skyway. Ông Dubai ông ấy dùng thành phố tuyến tính. Ông Ả Rập Saudi ông ấy xây thành phố tuyến tính. Ông Sara ông ấy xây cái vận chuyển cảng biển bằng công nghệ Skyway, phát triển cảng biển, phát triển du lịch. Đấy. Đúng anh em. Thế thì mình nhìn thấy người ta phát triển, mình biết được cái xu hướng rồi. Mình là may mắn là bởi vì là mình biết được mình có được cái thông tin rằng là họ sẽ phát triển, rằng là họ sẽ xây những công nghệ như thế. Mình đầu tư vào công nghệ như thế, mình nắm bắt cơ hội, mình đầu tư sớm thì mình thắng. Thế người ta mới gọi là đầu tư thiên thần chứ. Anh Hoàng Đình Cương là họ Thịnh Phát họ chuyển sang quý 3 rồi nha anh nhá. Ở chị thì Nhàn Vũ bảo là đời người sợ nhất là tham sân si. Mình chơi cả bà khó quá. Có rồi lại muốn có thêm nhiều là, có nhiều là sân si nhiều đâu phải sân si đâu. Mình có nhiều tiền sau này mình giúp đỡ được nhiều người hơn. Thế anh chị em muốn giúp đỡ người khác mà trong túi anh chị em không có tiền thì anh chị em giúp làm sao? Bản thân mình mà mình còn chưa lo xong thì mình giúp người khác làm sao? Đúng không ạ? Mình muốn có nhiều nhưng mình sử dụng nó vào cái mục đích gì? Sẽ nói lên con người của mình. Mình có nhiều tiền mình sử dụng nó vào cái mục đích tốt thì nó sẽ tốt. Mình có tiền mà mình dùng nó vào những cái mục đích nó xa hoa, nó trụy lạc, nó không có tốt thì cái điều đấy mới đáng trách, cái lòng tham đấy mới đáng trách. Còn mình muốn có nhiều tiền để mình giúp đỡ thế giới, mình làm nhiều điều tốt cho thế giới thì cái điều đấy rất là chính đáng, rất là chính đáng luôn, đúng không anh chị em? Thế nên là quan trọng là cái việc mình sử dụng tiền như nào. Quay trở lại cái vấn đề là Skyway là cái cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng. Thì Linh muốn nói chuyện với anh chị em bây giờ là như thế này. Cơ hội chốt là bởi vì sao? Là bởi vì thực sự thì là cái ông Skyway là ông ấy quy mô của ông ấy quá là lớn. Và cái tiềm năng của ông ấy quá là lớn. Bởi vì cái giá trị của những cái con đường Skyway ấy, 1 km đường nó tính là vài triệu đô trở lên, đúng không ạ?
từ 2 cho đến 20 triệu đô 1 km đường, tùy thuộc vào từng loại hình vận tải. Từ 2 cho đến 20 triệu đô. Đấy, thế chị em đấy toàn tính triệu đô 1 km nha, 1 km. Thế thì cái giá trị rất lớn. Cái giá trị rất lớn là đã cho mình cái cổ tức lớn rồi. Lại còn quy mô lớn, quy mô là phủ rộng về toàn cầu. Khi mà phủ rộng toàn cầu thì là ôi giời ơi, ai là ai 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 là người nắm được nhiều quyền lợi nhất? Cổ đông. Cổ đông sẽ là có nhiều cổ tức, giá trị cổ phần thì tăng. Đúng anh chị em? Đấy. Và giá trị thì nó có thể lên đến 10 đô, 20 đô, 50 đô, 100 đô, thậm chí là 1.000 đô. Thậm chí là 1.000 đô. Và nhiều hơn nữa. Thế thì giả sử như anh chị em, trong tay anh chị em có 1 triệu cổ phần, lên cái giá 1 đô anh chị em đã có chắc 1 triệu đô rồi. Và đây là cái mức thấp nhất mà Linh có thể khẳng định được với anh chị em. 1 đô anh chị em có 1 triệu đô. 1 triệu đô là 23 tỷ. Anh chị em có dám khẳng định rằng trong suốt cuộc đời của mình tích lũy được 23 tỷ nếu như không có cơ hội Skyway không? Nếu như không có cơ hội Skyway nhé. Nếu như không có cơ hội Skyway thì anh chị em có dám đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ tích lũy được cái con số là 23 tỷ trong cuộc đời mình hay không? Hay là mình cũng chỉ dám nghĩ rằng mình sẽ tích khoảng tầm vài trăm triệu để mình dưỡng già, mình tích lũy tầm tỷ để mình sống đến cuối đời? Nhiều đối với nhiều người thì kiếm một vài trăm triệu hay là kiếm một vài tỷ nó cũng là một con số quá xa vời, đúng không ạ? Một số quá xa vời. Đấy, 1 triệu cổ phần lên sàn giá thấp nhất là 1 đô là anh chị em đã có 1 triệu đô, 23 tỷ, chưa kể đến tiền cổ tức hàng năm, đúng không ạ? Chưa chưa kể đến tiền cổ tức hàng năm. Thế thì tiếp theo nhá, lên 10 đô đi. Lên 10 đô thì là anh chị em 1 triệu cổ phần, anh chị em có bao nhiêu? 10 triệu đô. Mình nắm 1 triệu cổ phần nhé, mà giá cổ phần nó lên 10 đô thì chúng ta có 10 triệu đô. Và cái 10 đô ấy nó có thể đạt được ngay cái ngày IPO đầu tiên, ngay cái ngày mà Skyway lên sàn đã có thể đạt được cái mức giá đấy rồi. 10 đô nó không ấy đâu, nó không, nó không cao đâu, nó bình thường thôi. Theo như thống kê thì chưa có bất cứ một tập đoàn, có một tập đoàn công nghệ nào mà lên sàn với cái giá dưới 20 đô. Chưa có bất cứ một một doanh nghiệp công nghệ nào lên sàn với cái giá dưới 20 đô. Thế thì những anh chị em mà có 1 triệu đô nhá, 1 triệu à sorry, 1 triệu cổ phần. Và ngay ngày đầu tiên IPO lên cái giá 10 đô thì anh chị em có bao nhiêu? 10 triệu đô. Đúng ấy là 230 tỷ Việt Nam đồng. Và nếu không có cơ hội Skyway, anh chị em làm gì để tích lũy được 230 tỷ Việt Nam đồng? Không nhiều người làm được, đúng không ạ? 23 tỷ, ok, có nhiều người làm được. Nhưng mà 230 tỷ chưa nhiều người làm được, đúng ạ? Đấy, mình phải nhìn thấy được cái giá trị nó ở chỗ đấy. Cái giá trị nó ở cái sức bật tài chính. Nó ở cái sức bật tài chính. Tao không gọi nó là cái đòn bẩy, đúng ạ? Nếu như lên thời gian lâu lâu một chút, nó lên 100 đô thì sao? 100 đô một cổ phần đấy, 100 đô một cổ phần đấy. Thì những cái ông mà có 1 triệu đô, 1 triệu cổ phần, ông ấy có đến bao nhiêu? 100 triệu đô. 100 triệu đô. Vâng, anh chị làm gì ra 100 triệu đô?
Nguyễn Thanh Điền bảo là em nghe thế choáng quá chị ạ. À, choáng quá đúng không em? Choáng đúng không? Không phải choáng. Đây là sự thật nhé. Đây là sự thật. Sự thật của cái việc là mình nắm giữ cái cổ phần của một doanh nghiệp, của một doanh nghiệp tiềm năng với quy mô lớn. Điều quan trọng là chúng ta lựa chọn đúng tập đoàn để chúng ta đầu tư, chứ không phải là thấy cái gì hay hay mới mới cũng đầu tư, cái gì bảo nó bảo cổ phần cũng đầu tư, à cái này cũng cổ phần này, cái này cũng cổ phần đó, xong rồi mình vội vàng mình đầu tư. Không phải cổ phần công ty nào cũng giống công ty nào. Tìm được một cái doanh nghiệp mà nó có quy mô và cái tiềm năng phát triển lớn mạnh trên thị trường như Skyway ấy, ôi trời ơi, nó không nhiều đâu, đếm trên đầu ngón tay luôn. Mà chúng ta phải nhìn vào cái nền kinh tế thế giới. Ông thương mại điện tử thì ông đã có rồi, có ông Amazon rồi. Điện thoại thì có ông Apple rồi. Mạng xã hội thì có ông Facebook rồi. Gì nữa ta? Tiền điện tử có Bitcoin đúng không? Bitcoin, Ethereum. Thì chúng ta tạm thời chúng ta chưa nói đến tiền điện tử. Thế cái lĩnh vực giao thông vận tải nó có ông nào chưa? Cái lĩnh vực giao thông vận tải thì đã có ông nào mà đang là con cá mập ở trên thị trường chưa? Chưa ông nào cho đến khi Skyway xuất hiện. Trời ơi, thế là sao? Tức là anh em đang nắm cổ phần của một cái tập đoàn mà nó đi đầu về cái ngành giao thông vận tải cấp độ 2. Đúng ạ? Ôi rồi, thế thì mình nắm cổ phần của người ta là mình thắng. Rất là đơn giản và dễ hiểu đúng không anh chị em? Rất đơn giản và dễ hiểu luôn. Thế mới nói là đây là cái cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng. Cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng của anh em. Anh em sẽ được nghỉ ngơi sớm. Anh em thoát khỏi cái việc làm công ăn lương. Đúng không? Thế. Trong tay cứ có 1 triệu cổ phần đi đó. Thì anh chị em sẽ thấy. Thoát khỏi cái cảnh làm công ăn lương. Tự do, nhiều thời gian ở bên con cái, ở bên gia đình. Thế anh chị em cũng muốn dành nhiều thời gian để mình nuôi dạy con cái trưởng thành không? Mình dạy cho con cái những cái điều gì tinh túy nhất, đúng không? Muốn chăm sóc con mình tốt nhất thì mình phải có thời gian ở bên cạnh con. Chứ bây giờ mình đi làm suốt ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí 14 tiếng. Hay thậm chí có những cái bạn đối tác của Linh vẫn làm đến 18 tiếng một ngày. Thế theo anh chị em là thời gian đâu ra để dành cho con cái, cho gia đình? Đúng không ạ? Chúng ta phải có cách. Người ta nói là ai thắng thời gian thắng tất cả. Mình phải dùng cái tài sản của mình để mà mình chiến thắng thời gian. Đúng không ạ? Mình chiến thắng cái thời gian. Đấy, mình đây là một cơ hội chốt cho sự thịnh vượng, là mình thắng được, mình hạnh phúc, mình giàu có. Anh chị em đừng có giờ là bảo là sợ giàu. Giàu quá thì sợ người hư hỏng. Ôi dồi ôi. Hư hỏng là do bản chất con người, không phải do tiền nhé. Hư hỏng là do bản chất con người, không phải do tiền. Khi mà có tiền ấy, thì mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Và mình sẽ có được cái hạnh phúc tốt hơn. Mình sẽ lo chăm lo cho gia đình tốt hơn. Đấy. Một kết thúc. À, sẽ kết thúc cái sự cãi vã suốt ngày về tiền luôn. Đánh nhau vì tiền là bởi vì là thiếu tiền. Thiếu tiền suốt ngày cãi vã nhau về tiền. Đúng không anh chị em? Ok, để Linh xem là Linh đọc một số comment của anh chị em đã. À, anh Nguyễn Bắc anh bảo là thứ 6 tuần tới tôi nghĩ là sẽ tới đến tận nơi và chụp hết toàn bộ để gửi cho anh chị em xem. Anh Nguyễn Bắc tranh thủ đến để chụp cho anh chị em nhé. Và quay cho anh chị em xem là cái tiến độ như nào rồi. Tiến độ hiện tại thì đang rất là đang cố gắng rất là đẩy nhanh. Nhưng mà anh chị em mình dùng là như này. Ở bên Sara đấy, ở bên Trung Đông ấy, thì là người ta không cho làm thứ bảy chủ nhật. Và cái ở bên đấy nhiệt độ nó cũng rất là cao, nó rất là nóng. Thế là không phải là làm được hết cả ngày cả đêm giống như là ở bên Belarus. Thì là cái tiến độ của nó sẽ bị chậm hơn một chút so với bên Belarus.
Anh Nhàn Thái bảo là chuẩn bị tài chính của mình tùy thuộc vào khả năng của từng cá nhân. Cơ hội này mọi người hãy cố gắng hết mình chiến mạnh vào. Hãy năng lượng tích cực và gom thêm nhiều cổ phần cho mình mọi người ạ. Vì lượng cổ phần không còn nhiều. Mà trước khi nó lên sàn giao dịch chứng khoán thì như cái giá mà vừa Linh nói với anh chị em ấy, một đô thôi anh chị em đã 1 triệu cổ phần, anh chị em đã có cả 1 triệu đô rồi, 23 tỷ rồi. Thì anh có đáng được cho anh chị em gom hay không? Đấy, đáng đúng không? thì Nhàn Vũ bảo là nghe em Linh nói thật là tuyệt vời, không thể tin nổi. Đòn quyết định cuối cùng, vâng. Chúng ta gần hết cổ phần rồi nên là anh chị em ra đòn đi. Ra những cái đòn quyết định đi. Xin chào Mạnh Trần nhé. À, Nguyễn Quỳnh Hân bảo là em thấy Zoom Zoom nó có tài sản gì đâu mà khi IPO hình như là lên đến 38 đô một cổ phần. Skyway của mình vốn hóa lớn như vậy chắc sẽ cao hơn. Cái ứng dụng Zoom ấy, ứng dụng Zoom mà anh chị em hay dùng ấy. Đấy, bạn Hân bạn đây nói đến là nó lên sàn với cái mức là 38 đô một cổ phần. 38 đô một cổ phần. Uber nhá, một cái ứng dụng gọi xe đi chung. Uber từng xuất hiện ở Việt Nam ấy. Lên sàn với cái giá hình như nó là 45 đô một cổ phần. Nó chỉ là một cái app ứng dụng thôi. 45 đô một cổ phần. Thì anh chị em thấy nó là cả một cái ngành giao thông vận tải cấp độ 2 và phát triển mạnh trên quy mô toàn cầu, thì cái mức cổ phần, cái giá trị cổ phần của anh chị em nó sẽ tăng lên cái mức độ nào, đúng không ạ? Có khi đến lúc đấy là nhân tách chia tách liên tục ấy chứ, đúng không anh chị em? Sợ cao quá người ta không giao dịch được. Anh Nguyễn Bác, thứ sáu này anh, tuần sau đúng không anh? 17 ngày ngày 16 thứ sáu này nếu tôi được nghỉ thì tôi sẽ đến Sara, tôi chụp hết công trình Skyway, gửi toàn bộ ảnh cho anh chị em xem. Đấy, mình là có người nhà bên đấy là mình rất ok đúng không anh chị em? Đấy anh chị em nhé, người nhà nhà mình đấy, người Việt Nam nhà mình đấy, ở bên sinh sống ở bên đấy, đến tận nơi chụp ảnh cho anh chị em xem là cái quá trình, cái tiến trình ở bên đấy như nào, để cho anh chị em biết là nó đang xây thực tế ở bên đấy. Báo chí nói tùm nói liên tục luôn. Chẳng qua là chúng ta không chịu tìm hiểu thông tin thì là chúng ta không biết được đến cơ hội thôi. Và thực tế nhá, là khi mà không đánh giá được thông tin ấy, không đánh giá được thông tin thì cũng là một dạng mất tiền, là một dạng mất tiền. Nhìn thấy chính phủ quốc gia người ta đánh giá cao như thế, phát triển như thế, mình phải biết được, mình phải nhìn thấy được là cái tầm tương lai như nào để mà mình đầu tư, đúng không anh chị em? Xin chào anh chị em. Nguyễn Nghĩa hoặc là gói 1.500 đô trả góp trong 10 tháng được bao nhiêu cổ phần ở chị, để chị tìm xem. Vì nhiều gói chị không nhớ hết được. Phải tra. 1.500 đô à? Ok, chờ tí nhé. Anh chị em muốn xem đầy đủ tất cả các gói, những cái gói trả thẳng nhỏ nhất ấy, thì anh chị em vào đầu tư của tôi, sau đó anh chị em vào đầu tư và anh chị em kéo đến cuối cùng, thì anh chị em sẽ xem được những cái mục trả gói, những cái mục trả thẳng nó từ những cái gói rất là nhỏ, từ 50 đô, 100 đô, 150, 200, 300. Em ý vừa hỏi gói 1.500. Ế, 1.500 trả góp à? 1.500 để chị xem nào, 1.500 thì không có gói trả góp đâu. Nó có 1.000 em ạ, nó có 1.000, 2.000 thôi, không có gói 1.500. Thì em có thể chuyển sang gói 2.000, làm hẳn gói 2.000 ấy. Trả góp trong 10 tháng, 2.000 mà trả góp trong 10 tháng thì được bao nhiêu để xem nhá. Gói 2.000 gói business là nếu như trả trong 10 tháng thì em được 66.000 cổ phần nhân 2 lên. 66.000 cổ phần nhân 2 lên 132.000 cổ phần. Được 132.000 cổ phần. Đấy. Anh chị em nhìn ở trong những gói trả góp này, nó business là gói 2.000 này, steady là gói 1.000 này, senior là gói 500 đô này, start là gói 250 đô. Nhiều anh chị em mà vào bảo là ôi tìm mãi chả thấy mấy cái gói 250 rồi 500 rồi 1.000 đâu.
thì nó là ở đấy, nó ở đấy nhé, xem nhé, viết tiếng Anh. Thay đổi giao diện, lúc đầu khi mà Linh đầu tư thì cái giao diện mà của nó khác, và bây giờ thì cái giao diện nó hơi khác một tí. À anh Nguyễn Bắc ok rồi đây này, anh Nguyễn Bắc thế là thứ sáu thì anh chụp nhá, anh chụp xong anh quay video nhá, anh quay video xong là anh quay cả mặt anh ở đấy luôn để anh cho mọi người thấy được rằng là đây tôi người Việt Nam đây, tôi đang ở công trường của Skyway ở tại Sara đây, để cho anh chị em thấy được rằng là à công ty đang xây dựng thực tế là như này này đấy, để cho những anh chị em mà ít cập nhật thông tin ấy bớt ảo tưởng đi, bớt xô đẩy đi, gió nó mới thổi có tí là xô đẩy rồi đấy anh ạ. Anh quay anh chụp nhiều cho Linh vào, anh live stream vào. Chị thì Nhàn Vũ bảo là nghe Minh nói mà chị tưởng chị trên 9 tầng mây 10 tầng gió ngấp ngó cổng trời rồi. Ôi giời, chị 9 tầng mây 10 tầng gió là đã lên cổng trời rồi á, chị lên bao giờ chưa? Chị kể lại cho em xem cổng trời như nào, em thực sự chưa biết cổng trời như nào. Anh Ninh Nguyễn bảo là thật chuẩn. Và anh Tâm Đặng chiến mạnh lên anh em ơi. Chiến mạnh lên anh em. Anh Vai Năm Hơ. Úi giời. Anh Vai Năm Hơ bảo là anh 35 tuổi rồi, anh ước gì anh trở lại tuổi 15 để anh được hưởng khối tài sản khổng lồ của anh dài hơn em nhỉ. Úi trời ơi, anh đúng là thuộc tham sân si nha, anh Vài Năm Hơ nhá. Thực ra thì Linh cũng từng ước như anh, Linh cũng từng ước là ước gì bây giờ mình là đang 18 tuổi thì sau đó là mình có cơ hội đầu tư Skyway thì là mình sẽ tích lũy được một cái khối tài sản rất là lớn và mình sẽ được nghỉ hưu sớm, đúng ạ. Đấy, thế thì anh chị em thấy là những cái bạn trẻ mà bây giờ bạn mới có 18, 20 rồi là 21, 22 ấy, thì khi mà bạn ấy biết đến cơ hội Skyway thì bạn ấy sẽ giàu nhanh hơn anh chị em chúng ta rất là nhiều. Bạn ấy sẽ có nhiều cái thời gian để bạn hưởng thụ cuộc sống hơn. Và đấy cũng là một trong số những cái độ tuổi mà Linh muốn nói với anh chị em rằng khi mà gặp cơ hội Skyway thì đây chính là cái cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng. Chúng ta chỉ cần gặp một cơ hội thôi, một cơ hội nó giúp thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta. Đấy, anh chị em thử nghĩ xem, 1 triệu cổ phần nhé, mà có rất nhiều bạn trẻ sở hữu nhiều triệu cổ phần nhé, không phải 1 triệu đâu, vài triệu, vài chục triệu. Thế thì theo anh chị em là nó có thay đổi hoàn toàn cuộc đời không? Và cái quãng đời về sau bạn ấy có phải làm việc nhiều không? Đấy là cái bí mật, đấy mới là cái bí mật làm nên những sự giàu có và thành công. Rất nhiều bạn trẻ nhá, có những bạn trẻ là năm 2001 là đã nắm giữ cổ phần rồi. Giống như em trai Linh chẳng hạn, Linh có hai thằng em trai, một đứa sinh năm 97, một đứa sinh năm 2001. Thế cả hai đứa đều có cổ phần. Thế thì anh chị em thấy anh chị em thấy là nó có cổ phần như thế là nó sướng hơn mình nhiều không? Sướng. À, anh Ninh Nguyễn hỏi là em có bao nhiêu cổ phần và bỏ ra bao nhiêu tiền rồi. Đây là một cái câu hỏi rất là tế nhị và Linh chưa bao giờ trả lời trước tất cả mọi người về cái lượng cổ phần của mình và cái lượng tiền mình đã đầu tư. Bởi vì quan điểm của Linh khác đối với mọi người. Khi mà mình nói ra cái lượng cổ phần mình nhiều hơn người ta thì người ta sinh ra cái tâm gì, cái tâm đấy gọi là gì, đố kỵ. Còn nếu như mình ít hơn người ta thì người ta lại sinh ra cái tâm nó là kiêu ngạo, mạn đấy, mạn và nghi đấy. Đấy, anh chị em nào mà nghiên cứu Phật pháp là anh chị em biết những cái đấy. Thế thì hai cái đấy đều là cái ác tâm. Thế là Linh tránh, Linh không nói đến cái việc đấy. Và Linh cũng khá là tây bởi vì Linh cũng ít khi Linh hỏi về cái thu nhập và cái tài sản của người khác lắm. Cái chuyện công khai tài sản này nó không phải là một cái điều mà nhiều người thích. Trong két này anh có bao nhiêu tiền, anh có ra chợ anh khoe không? Không, đúng không? Giống như Linh có bao nhiêu tiền Linh không thích khoe.
Còn nhiều người thì họ muốn, họ cũng nghĩ, họ lại nghĩ khác, họ lại nghĩ đơn giản. Họ nghĩ mình nói cho mọi người cũng được chả sao. Mỗi người một suy nghĩ. Như bản thân Linh thì Linh không bao giờ nói. Chỉ có bảo trợ của Linh là biết Linh có bao nhiêu cổ phần thôi, còn lại bố mẹ Linh còn không biết Linh có bao nhiêu cổ phần. Anh Nhàn Thái bảo là cảm ơn em Nguyễn Bắc. Ô anh Bắc còn nhỏ hơn anh Nhàn Thái à? Chụp hình quay phim về cho em Linh để anh chị em cổ đông Skyway xem, sướng quá. Sướng quá. Đấy. Có người nhà ở bên bển nó là niềm vui và hạnh phúc như thế đấy, anh chị em ạ. Đây người Việt đấy, đích thân sang tận nơi để mà kiểm chứng công nghệ đúng không? Kiểm chứng cái sự thay đổi công ty như nào, thay đổi xây dựng diễn ra nhanh như thế nào đúng không? Đấy, công trường có những cái gì? Anh đi ngoài đường là anh thấy không à? Ở trong cái khuôn viên của trường đại học American Sarah ấy, nhưng mà mình đi bên đường là mình thấy, bởi vì là xây sát ngay đường luôn, sát ngay đường luôn. Ông Quốc Vương bảo là phải xây ngay chỗ đấy, tôi đi đến là tôi nhìn thấy ngay. Chứ không xây, không cho tận vào trong, tận vào trong khó nhìn. Được Quốc Vương nhà người ta ưu ái như thế. Tưởng là anh Nhàn Thái là ấy chứ, là con trai chứ lại là con gái à? Anh Nguyễn Bắc là dạ chị. À xin chào bạn Tảng Băng Ấm Áp. Ôi ơi, bạn Tảng Băng Ấm Áp, bạn đặt cái tên mà nó đúng theo cái xu hướng của thị trường, nó đúng theo xu hướng của thế giới. Bạn biết vì sao? Bởi vì Tảng Băng bây giờ càng ngày càng ấm áp, hiệu thế giới càng ngày càng nóng lên, nên là Tảng Băng là bây giờ không còn lạnh nữa rồi, càng ngày càng ấm rồi, tan rồi bạn ạ. Đặt tên cũng chuẩn theo cái nhiệt độ của thế giới luôn. Chào cô Phương Vũ nhé. Quỳnh Hân bảo là mình có phước, có Phật độ trì mới biết đến Skyway. Không cần đầu tư nhiều dự án mà chỉ cần đầu tư đúng nơi như Skyway là thành công rồi. Bản thân em nghĩ vậy, chính xác. Anh Hà Hiếu Anh bảo là lượng vốn công ty đang cần nhiều vậy hả em? Sao nhiều văn phòng được mở trên thế giới mà huy động được ít nhỉ? Dân Dubai hay ở vùng Trung Đông họ không biết đến cơ hội này sao? Theo anh thì họ có biết hay không? Khi mà chính phủ quốc gia của người ta như thế thì người ta có biết hay không? Và tại sao mà người ta lại... tại sao mà... Bởi vì chúng ta có quen người ta đâu mà chúng ta biết được người ta có đầu tư hay không? Rồi là sao? Rồi là Linh đã nói rồi, có rất là nhiều những nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư lớn, những doanh nghiệp lớn. Nghĩa là ông đề nghị ông sở hữu cổ phần của Skyway ấy, một số lượng lớn ấy, thì tập đoàn Skyway ấy bảo là cho lên sàn rồi bán cho với cái mức giá cao, chứ không bán với cái mức giá thấp. Bây giờ nhá, nếu bây giờ bán với cái mức giá thấp nhá, thì là ông sẽ nắm cái quyền điều hành, ông ấy bỏ vào một lượng tiền rất là lớn và ông sẽ nắm cái quyền điều hành công ty. Nắm quyền điều hành công ty rồi ấy thì sao? Thì mọi thứ nó không đi theo chúng ta dự định nữa, nó đi theo cái đường khác, chứ chắc là điều tốt đẹp. Thế nên là công ty phải tính toán cả, phải làm sao để mà cho cái sự phát triển nó lâu bền. Ngày Juniki, ông ấy làm gì ông cũng có sự tính toán và đảm bảo cái sự phát triển bền vững cho công ty, cho cổ đông. Chị Tiền Vũ làm thơ gì này chị? Em không dịch nổi được luôn nè. À anh Thái Nhân,
anh là Nguyễn Thái Nhân, năm nay 46 tuổi rồi mà. Thế là anh cứ để cái tên mà không giấu ở này thì mình toàn đọc anh Nhàn Thái, bởi vì sao mình nhìn thấy có một chị vợ này, thế xong anh chồng này. Thế là mình tưởng là đây là tên của cả vợ lẫn chồng. Vâng, anh Thái Nhân. Mai mình lại đọc là anh Nhàn Thái thôi. Anh Thái Nhân, năm nay 46 tuổi. Xin chào anh em. Chào anh Ngọc Hữu. Anh Vai Nam Hơ bảo là con trai anh học lớp 4 làm một bài tập nói về môi trường xanh sạch đẹp trong tương lai. Nó vẽ một con tàu Skyway, nó miêu tả xu hướng những con tàu đó. Cô cho luôn 10 điểm, cô giáo nói hỏi em tự học ở đâu ra mà viết hay thế. Thế anh bảo con nào, thế con anh trả lời như nào? Con học từ bố những bạn nhỏ các bạn nắm bắt rất là nhanh, những bạn nhỏ thì nắm bắt công nghệ rất là nhanh luôn, hiểu rất lớn. Đại nhân nói là chị 10 triệu mà trả góp mỗi tháng bao nhiêu cổ phần nhỉ? 10 triệu trả góp mỗi tháng bao nhiêu cổ phần? À, ý em là mỗi tháng trả 10 triệu hay là 10 triệu và trả ra nhiều tháng? Chị đang muốn hỏi là em muốn đầu tư gói nào để chị còn biết, bởi vì Skyway nhiều gói lắm, nhiều gói lắm. Chị thì Nhàn Vũ là Việt Nam mình quá may mắn không bị dịch Covid nhiều như các nước lớn vật vã với dịch bệnh. Nếu nếu không Việt Nam mình còn nhiều cơ hội, à nếu không thì Việt Nam mình không còn nhiều cơ hội như vậy đâu. Mọi người cố gắng lên, nắm bắt nhiều cổ phần vào mọi người ơi. Chị thì Nhàn Vũ. Chị thì Nhàn Vũ bảo mẹ chị xem like của Linh nhá, để bác tranh thủ là nắm bắt cơ hội. Thì anh chị em mình dung là như này, những cái cô chú mà lớn tuổi ấy thì đây cũng là cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng của các cô chú. Vì sao nào? Bởi vì năm 3 năm nữa thì là sẽ thực sự là có một khoản tiền rất là lớn để mà nghỉ hưu, để mà không phải lo, con cháu không phải lo cho bản thân mình. Rồi thì là sau này an hưởng tuổi già đúng không ạ? Các cụ Skyway. Các cô chú Skyway là đi du lịch cùng với nhau, tổ chức đi du lịch cùng vòng quanh thế giới cùng với nhau đúng ạ? Đấy thì có phải là ok không? Tôi đi trên những tàu của Skyway, đây một điều rất là tuyệt vời đối với là những cô chú lớn tuổi đúng anh chị em. À, anh Vai Lâm Mơ bảo là đêm nào nó cũng xem em like, khi không thấy em like thì nó còn thì con anh nó lại hỏi. Úi giời. Linh là thần tượng của các bạn nhỏ, những bạn nhỏ, những thiên tài nhí lỗi lạc của nhân loại và là cái liều thuốc du ngủ cho một số anh chị. Cứ đêm đến mà không ngủ được thì lại mở livestream của Linh ra để cho nó dễ ngủ. Có nhiều anh chị thì để cho Linh nói từ đêm đến sáng. Vâng, cảm ơn, rất cảm ơn tất cả các anh chị nhá, anh chị nhá. Đấy, thì những cái bạn trẻ thì sao? Những cái bạn trẻ mà dưới 30 tuổi ấy, tầm 20, 25 ấy thì là sẽ có một cái tương lai rạng rỡ đúng không ạ? Giống như Linh vừa nói 1 triệu cổ phần ấy, có 1 triệu cổ phần đi. 1 triệu cổ phần thì là lên sàn giá thấp nhất 1 đô thì đã có 1 triệu đô. Chưa nói tiền cổ tức nhá. Lên sàn giá một cổ phiếu 1 đô thì các bạn có 1 triệu đô. Giá cổ phiếu lên 10 đô các bạn có 10 triệu đô. Các bạn được nghỉ hưu chưa? 10 triệu đô nó đã là 10 triệu đô là 230 tỷ Việt Nam đồng. Rồi thì các bạn già đi, các bạn già đi nó lên 100 đô, nó lên 1.000 đô thì cái tài sản của các bạn như nào? Thì các bạn có được nghỉ không? Các bạn có được nghỉ ngơi không? Được quá chứ còn gì nữa. Đấy, đây là đối với các bạn trẻ tương lai rất là rạng rỡ đúng không ạ? Các bạn sẽ được nghỉ hưu rất là sớm, nghỉ hưu rất là sớm. Và cái ước mơ, cái giấc mơ của các bạn sẽ được thực hiện sớm hơn. Muốn mua con xe vài tỷ, muốn xây nhà vài tỷ, vài chục tỷ thì nó cũng thực hiện dễ dàng hơn rất là nhiều. Dễ chứ.
Chỉ cần lựa chọn đúng thôi, chúng ta chỉ cần lựa chọn đúng thôi, đời hơn nhau ở cái sự lựa chọn. Nỗ lực không bằng lựa chọn. Đấy, đây đối với những bạn trẻ dưới 30 tuổi nhá, sẽ được nghỉ hưu rất là sớm. Còn đối với những anh chị mà tầm như Linh, tầm 30 tuổi trở lên, tầm 30 tuổi trở lên thì là thì nó sẽ ổn định tất cả trong 2 đến 5 năm nữa thì sẽ ổn định tất cả thôi. Bởi vì đa phần là chúng ta đã có gia đình hết cả rồi và chúng ta cũng cần phải lo cho gia đình chúng ta, đúng không ạ? Thì 2 đến 5 năm nữa chúng ta rất là nhàn rồi và chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đi chơi, đi du lịch, để nuôi dạy con cái, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thoát khỏi làm công ăn lương rồi chúng ta có cái thời gian hạnh phúc, sống hạnh phúc. Thì Linh cũng nói chuyện với nhiều cổ đông của Linh, Linh bảo là không quan trọng là mình sống bao nhiêu lâu đâu. Quan trọng là mình cái cuộc sống của mình nó có chất lượng hay không ấy. Mình sống lâu mà mình nghèo mình sống làm gì? Mình sống lâu mình khổ mình sống làm gì? Đúng không anh chị em? Mình sống mình phải hạnh phúc, mình phải sung sướng. Mình sống khổ thì thôi, quy tiền, quy tiền. Quy tiền sớm một khi còn sướng hơn. Mình sống thì mình phải phát triển được hết những cái giá trị nội tại của bản thân mình, phát triển hết những tiềm năng của bản thân mình, và mình phải hướng đến những sự giàu có. Mình tạo ra một cái tài sản lớn. Mình phải báo hiếu bố mẹ mình này. Thế theo anh chị em, bây giờ anh chị em làm được nhiều điều cho bố mẹ mình hay chưa? Chắc là chưa nhiều lắm đâu đúng không? Chưa nhiều như mình mong muốn đúng không? Mà mình làm nhiều rồi thì mình còn muốn nhiều hơn đúng không? Đấy. Mình có thêm cái điều kiện kinh tế, mình báo hiếu cho bố mẹ mình, đấy là một điều rất là tuyệt vời. Đấy, thì Linh mới bảo là đây là cái cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng. Cái cơ hội chốt cho cái sự thịnh vượng. Anh chị em nắm giữ nhiều cổ phần vào thì anh chị em sẽ có được những cái điều anh chị em muốn. Linh đã nói và phân tích cho anh chị em rất nhiều rồi, không phải là không có nhiều cơ hội như cơ hội Skyway đâu, không nhiều đâu, đúng không? Chờ 5-10 năm nữa cũng được, Linh chờ 5-10 năm nữa cũng được, còn hơn là không có cơ hội Skyway. Không có cơ hội Skyway nhá, chả biết là đến khi nào mà được trở thành triệu phú. Ước mơ đấy, ước mơ là thành triệu phú, tỷ phú. Chả biết là cố gắng đến bao giờ, nếu cứ làm công ăn lương, chả biết là cố gắng đến bao giờ để được trở thành triệu phú, tỷ phú. Triệu phú sao? Tối thiểu trong tay anh phải có 1 triệu đô, tài sản của anh 1 triệu đô, tức là 23 tỷ. Thế anh là triệu phú. Đấy. Mà anh làm công ăn lương thì anh đến bao giờ? Đến bao giờ thì được cái mức như thế? Thế thì ông sẽ với ông chỉ có một cái thời gian ngắn nữa trước khi mà ông lên sàn giao dịch chứng khoán. Chúng ta phải nhanh tay tranh thủ cái cơ hội này mà nắm. 1 triệu cổ phần, vài triệu cổ phần, tối thiểu là 1 triệu cổ phần. Đấy, xem nắm nhiều vào. Mình chỉ cần ra quyết định thôi, vũ trụ sẽ hiệp lực cùng với mình để có được cái điều mình có được cái điều mình muốn. Mình chỉ cần quyết định thôi. Mình chỉ cần quyết định thôi. Không phải tự nhiên Linh nói với anh chị em như thế đâu, bởi vì là Linh đã đọc và nghiên cứu những cái quy luật của vũ trụ. Đấy, và Linh cũng đã thực hành cũng khá là nhiều. Thế thì Linh mới phát hiện ra một điều là chúng ta chỉ cần ra quyết định thôi thì vũ trụ sẽ vận hành để mang lại cho chúng ta cái điều chúng ta muốn. Đấy. Các bạn trẻ nào vừa mới comment đây nhỉ? Anh Bạch Dương à? Để cái ảnh bạn gái à? Thế là mình toàn bảo chị Bạch Dương. Cổ phần khi chuyển thành cổ phiếu theo anh nghĩ sẽ khó có chế độ 1-1. Úi giời, khó quá chứ anh. Đấy là khi mà mình lên sàn thì mình chuyển cổ phần này cổ phiếu rồi, làm gì còn cái giá 1-1 nữa. Không à, anh Bạch Dương là công nhận Linh giỏi. Chứ anh mà ngồi nói nhiều như Linh chắc anh vỡ giọng rồi. Úi giời, Linh cũng chuẩn bị vỡ giọng đây anh. Bây giờ không hát được rồi. Bây giờ không hát được, nói nhiều quá. Giờ không hát được. Hát nó cái chất giọng nó không được như ngày xưa, hay là do lâu mình không luyện ấy. Mình toàn luyện nói, mình không luyện hát. Đại nhân hỏi là gói nhiều nhất bao nhiêu, gói ít nhất bao nhiêu nhỉ? Gói nhiều nhất là 3 tỷ 6, 150.000 đô. Gói ít nhất là gói 50 đô là 1.2 triệu. Đấy thì bạn có thể lựa chọn tất cả các gói. Và có chương trình nhân đôi đấy. Thì đầu tư từ 1.000 đô trở lên thì được nhân đôi lượng cổ phần. Không phải nhân đôi tài khoản nha anh chị em, không phải nhân đôi tài khoản đâu. Nhiều anh chị em tưởng là nhân đôi tài khoản. Thế là bảo là đầu tư để cho nhân đôi tài khoản.
không phải nhân đôi tài khoản nha anh chị em nha, nó là nhân đôi cái lượng cổ phần trong cái gói đầu tư, và nó sẽ dùng cái phiếu, dùng cái phiếu nhân đôi để mà đầu tư nhân đôi. Anh chị em nào mà đã từng đầu tư cái giai đoạn mà sell new year, chương trình năm mới ấy, thì anh chị em biết là cái việc mà tặng cái phiếu quà tặng cho người khác đấy, rồi là đầu tư cho bản thân mình ấy, thế thì nó cũng như thế thôi. Nhưng mà lần này chúng ta không được 3 phiếu, chúng ta được 2 phiếu thôi. Và chúng ta chỉ có 7 ngày thôi. Vâng, 7 ngày thôi, cũng không khuyến mại nhiều quá. Thì mọi người lại bảo là ôi dồi ôi, sao khuyến mại nhiều thế. Trong khi thì người ta, nhiều người thì vẫn lăn lộn để mà ôm vào cổ phần. Nhiều người thì sao khuyến mại nhiều thế. Đấy, khuyến mại đây để tri ân các anh đấy. Anh có tiền để đầu tư không? Đầu tư thêm đi, đúng không? Người ta tri ân những cổ đông cũ mà, người ta chiên những cổ đông cũ. Đấy, có thêm tiền anh đầu tư đi. Đấy, tôi cho anh cái khuyến mại này để chiên anh đi, cảm ơn anh. Đây là một cái lời cảm ơn rằng anh đã đầu tư vào công ty của tôi, anh đã hỗ trợ tôi để chúng tôi phát triển. Đấy, thì tôi có cái quà tặng này dành cho anh nhân cái dịp sinh nhật của tôi, đúng không? Đấy, thì anh ấy đi, anh đầu tư thêm đi. Đấy. À, anh Bạch Dương là ý anh nói là ví dụ anh có 1 triệu cổ phần, khi chuyển lên sàn chắc chắn sẽ không có chế độ 1 triệu cổ phần bằng 1 triệu cổ phiếu đâu, vì lượng cổ phiếu được phép lưu thông trên sàn chứng khoán sẽ có giới hạn quy định cụ thể. Ngày xưa thì nó thế, còn bây giờ thì là 1 cổ phần sẽ chuyển thành 1 cổ phiếu, và sau khi mà giá lên cao rồi thì công ty có thể là sẽ nhân tách, sẽ nhân tách cổ phiếu để cho nó xuống những cái mức thấp hơn, để dễ giao dịch hơn, mục đích là để cho dễ giao dịch. Còn cổ phần thì sẽ chuyển hết thành cổ phiếu anh chị em ạ. Một cổ phần sẽ chuyển thành một cổ phiếu, chứ không như ngày xưa. Ngày xưa là một cổ phần chuyển thành mấy cổ phiếu chẳng hạn đấy. Thì hiện tại bây giờ lên sàn nó sẽ một cổ phần, nó sẽ là một cổ phiếu. Còn sau đấy thì nhân tách chia tách thế nào thì tùy tập đoàn. Giờ thì sẽ nhân tách chia tách sau. Nhá ha. Hôm nay nói nhiều quá nên là chưa kịp ấy rồi, chưa kịp cho anh em ở trong nhóm của Linh phát biểu rồi. Linh có một cái nhóm lập ra để hỗ trợ anh em phát triển về cả thể chất lẫn trí tuệ. Đấy, thì là nhóm đã phát triển từ hôm mùng 7 rồi đúng không ạ? Đúng không Yến Nhi? Từ mùng 7 đúng không? Từ mùng 7 đến bây giờ là được 1, 2, 3, 4 ngày rồi. Được 4 ngày rồi nhá anh chị em nhá. Rất là chăm chỉ luôn. Đúng 5 giờ sáng là dậy để tập thể dục, môn phái gì cũng được, đi bộ, chạy bộ, yoga, thiền, được hết. Đấy, để luyện tập để tăng cái sức khỏe của mình. Đối với Nhi bảo là 4 ngày, đúng rồi, 4 ngày thì được 2 ngày đẹp rời, còn 2 ngày thì chỗ mọi người thì vẫn bình thường, chỗ Linh thì mưa rào. Ngày đầu tiên ngày thứ 3 là mưa rào. Ngày sáng hôm nay thì là mưa phùn. Rồi không hiểu là thời tiết là đang mùa hè hay mùa xuân. Đấy, thế là được 4 ngày rồi. Và anh chị em rất là chăm chỉ luôn, rất là chăm chỉ, rất là kỷ luật luôn. Có những bạn thì rất là sớm, dậy sớm từ 4 giờ luôn. Dậy sớm 4 giờ luôn, mà quy định là 5 giờ nhưng mà 4 giờ đã dậy rồi. Và đã luyện tập và cùng với nhau. Đấy, thế thì trong cái nhóm này thì Linh cũng hướng dẫn cho anh chị em nhiều hơn về cái lòng biết ơn và sống hạnh phúc. Khi mà mình sống hạnh phúc thì mình sẽ đạt được mọi điều mình muốn nó dễ dàng hơn, mọi điều dễ dàng hơn. Đấy. Và đồng thời là sẽ cung cấp cho anh chị em những cái tư duy, những cái tư duy sống, những cái tư duy rồi là những cái tư duy tỷ phú đấy. Đấy, để anh chị em thực hành, anh chị em phát triển về công việc. Và Linh sẽ cải tiến, liên tục cải tiến nhiều hơn để anh chị em là càng ngày càng nhiều tiền, càng nhiều tài sản. Thế nhưng mà Linh thông báo với anh chị em là cái nhóm này thì nó rất là kỷ luật. Và nếu như mà anh chị em vào để vui vui thôi thì tốt nhất không nên vào nha. Tốt nhất là không nên vào. Tại vì là Linh bắt đầu là hôm đấy đã có mấy anh chị em hỏi. Thế là Linh bắt đầu thả cái link nhóm vào trong nhóm lớn. Nên là nhiều anh chị em tham gia. Thì Linh để yên cho anh chị em tham gia thôi. Nhưng mà Linh đã nói trước rồi, nhóm này rất là kỷ luật. Nhóm này rất là kỷ luật và Linh chỉ cam kết là hỗ trợ tối đa cho những anh chị em mà nghiêm túc thôi. Thì anh chị em nào mà thực sự là nghiêm túc và muốn phát triển về thể chất, trí tuệ và phát triển về đội nhóm
thì là có thể là liên hệ để Linh cùng anh em là hỗ trợ, cùng anh em hỗ trợ. Và đương nhiên đây là cái tháng tư này là cái tháng mà Linh thử nghiệm, là tháng mà Linh thử nghiệm về cái chương trình liên quan đến cái nhóm này. Còn bắt đầu từ tháng 5 trở đi thì sẽ liên tục cải tiến từng ngày từng ngày từng ngày. Đấy, thêm vào nhiều những cái mới để hỗ trợ cho anh chị em hơn. Thì nếu mà anh chị em muốn thì có thể tham gia nhóm này nhá. Nhưng mà phải cam kết là nghiêm túc nha, cam kết là nghiêm túc nha. Linh rất ghét kiểu là vào thấy cho vào vui vui và nó biết ấy. Sau đó không thích phát là phủi mông phát ra ngoài luôn. Đấy. Làm cho những người ở lại là cảm xúc nó cũng chưa được ok. Linh rất là không thích những người như thế. À, sorry anh chị em, nhiều anh chị em thì là nhiều chị thì là kiểu như là bận gia đình, phụ nữ thì họ bận việc gia đình, họ không giống như đàn ông, họ sẽ bận nhiều việc hơn. Thế nên là không sao, cái thời gian đầu thì là có thể nhiều anh chị em vào và anh chị em ra thì Linh không trách gì anh chị em. Nhưng mà đến cái lúc này là Linh đã thông báo rằng đây là một cái nhóm rất nghiêm túc. Cho anh chị em cân nhắc trước khi tham gia, cân nhắc trước khi tham gia nhé. Đấy. À, hello chị Nguyễn Thương. Anh vai năm hơ bảo là có thằng bạn anh tư vấn nó không dám đầu tư. Nó cho anh vay 24 triệu 3 năm để anh trả nó 150 triệu anh làm luôn. Anh cho làm luôn, anh chờ đến 12 anh mua luôn. À. Ôi giời. 24 triệu mà thành có 150 triệu, quá là nhẹ nhàng anh ạ. Quá là nhẹ nhàng luôn, gấp của mấy lần. Nhẹ nhàng quá. Anh Bạch Dương hỏi là có nhóm nào để giao lưu học trao đổi học hỏi nghiên cứu cũng như là phát triển cách dự án các lĩnh vực đầu tư không Linh? À, các lĩnh vực đầu tư à anh? Không, Linh không có nhóm đấy. Linh chỉ có nhóm Skyway thôi, bởi vì là Linh chỉ làm chuyên Skyway thôi. Còn những cái khác Linh không quan tâm. Anh Phạm Độ, con anh 5 tuổi nó nói là bố ơi, khi nào công nghệ Skyway của bố thành công, bố dẫn con đi chơi trên con tàu Skyway với nhé. Thì anh bảo là ơ con ơi, sắp có rồi con ạ, đến năm 22, năm 23 là ở tại Quảng Ninh thì sẽ có, thì anh đưa con ra để trải nghiệm nhá. Ok, anh chị em. Ngày hôm nay thì là Linh chỉ nói đây thôi, và hôm nay là ngày mùng 10 rồi. Thì chỉ còn có một ngày nữa thôi. Ngày còn còn ngày còn đêm nay này, còn ngày 11 này. Và đến 12 giờ đêm ngày 11. Đấy, thì là đến hết 12 giờ đêm ngày 11 là anh chị em sẽ không 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 được hai phiếu nữa đâu. Thế anh chị em nào muốn có hai cái phiếu đấy đầu tư trước đi. Không, đến ngày 12 là chỉ còn cách là xin được ông bảo trợ thì mới đầu tư được nhân đôi thôi. Đấy. Đấy, có anh chị em nào mà muốn có hai phiếu thì đầu tư trước đi. Đầu tư trước đi, mình trở thành nhà đầu tư cũ. Thì là mình sẽ được phiếu nhân đôi. Ok. Cơ hội chốt dành cho sự thịnh vượng. Chiến mạnh lên anh em. Đây chính là cơ hội chốt rồi. Cơ hội chốt cho tất cả mọi độ tuổi của chúng ta luôn đấy. Chốt cho tất cả mọi độ tuổi luôn. Chỉ cần cứ có một vài triệu cổ phần thôi là yên tâm. Yên tâm rồi anh chị em ạ. Ok. Cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi. Mai thứ bảy à? Chúc cho tất cả các anh chị em càng ngày càng nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều tiền, nhiều tài sản, càng ngày càng nhiều cổ phần của Skyway. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh chị em và chúc anh chị em ngủ ngon. Vâng. Chị thì nhắn Vũ, cảm ơn em Linh nhiều, chúc em ngủ ngon. Chị thì nhắn Vũ còn ngủ rồi đúng không? Ok. Vâng, anh Thái Nhân, chúc em ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào buổi tối ngày mai cùng những thông tin nhanh nhất, mới nhất được cập nhật từ phía tập đoàn Skyway. À, anh chị em nhanh tay lên nhá để mà nắm được cái phiếu nhân đôi nhá, để chúng ta nhân tài sản của chúng ta lên.